bao vụ quà, quà báo của bà Phân, ba vụ hiếu tập ở bà Cô Bớt. Tôi nghe như vậy, một hôm tập đến bà Cô Bớt ở trong Thanh Lâm. Ở bà Cô Bớt có ba vụ hiếu tập là Tôn Quả A Na Lục Bà, Tôn Quả Nang Bờ, Tôn Quả Chuông Tù La. Bờ là hàng nguyên thứ nói xuất qua học đạo, đồng vào tấm pháp nào trong lao. Thế tôi hỏi các thầy tùy qua ba người quý bạc nào vừa là nguyên thứ nói xuất qua học đạo, bằng vào tấm pháp nào trong lao. Ba người quý bạc ấy có thức ở văn tấm pháp luật nào thành hạng thanh bạch quan. Các thầy tùy qua lặng thinh thanh báo. Thế tôi đến ba sân hỏi như thế, các thầy tùy qua cũng ba sân lặng thinh thanh báo. Thế quan bờ hỏi ba vụ dưới bạc đã ăn a lục bà, ba vụ dưới bạc có an bờ là nguyên thướng nói chức qua học đạo, bằng vào quánh pháp nào con lao. Ăn a lục bà có an có thức tăng quánh pháp lục nghèo hình hạng thanh bạch quan. Con quả ăn a lục bà bạch, thế quan đúng thế, chúng con thức ở tăng quánh pháp lục nghèo tu hạnh thanh bạch. Thế tôi hỏi A Na Lục Bà, các ông tổ quả nâng to, tóc bơn qua láng, thân thở khỏe mạnh, ua quả quơ, ua tấm quợ, cao quờ thân thở, lạo thân thuộc, qua mẹ thương nhớ, buồn thảm khắc lát, thân nhớ bở các ông xuất qua học đạo. Các ông cố gắng tạo bỏ râu tóc, mặc áo cao cao, cứ tính bở nhà thân nhà học đạo. A Na Lục Bà, các ông không sợ vua, mà buôn học đạo, không sợ hoặc trước, không sợ nợ nần, không sợ khủng bố, không sợ nghèo khổ, không sợ sống mà buổi học đạo. Chủ sợ xanh hòa bụng chết, khóc lóc buồn bao, hoặc muốn bớn, muốn bạo khổ. A Na Lục Bà, các ông thanh qua tâm như thế mà chức qua học đạo chăng? Bà Thơ Tôn, chúng con qua tâm như thế mà chức qua học đạo. Ngã Na Lục Bà, nếu con nhà quý tộc qua tăng như thế mà thức qua học đạo, gạo biết thở qua bựa pháp làm ngơ lượng quân. Thế tên là gốc pháp, thế tên là pháp chủ. Pháp qua thế tên cũng xin nói qua, chỉ con nghe lời bựa biết ngửa rộng. Ngã Na Lục Bà, bác an lắng nghe thế suy ngủ, tao có người bác an không bựa nghĩa bá. Ngã Na Lục Bà, dân lào thật quả lắm nghe, thế tôi bảo A Na Lục Bà, nếu người bị giật qua lắc, pháp ác quá bượt, không bượt có vương xả và giúp bạc vô thượng, chưa tăng thân tham lam, tâm hạn hữu ngơ, tăng thân không vô, thân thân thường vương ra ngát, không ngừa, tăng la buồn, cụ cao chưa thân thở, nhẫn báo pháp, lạnh nóng, mũi mầm, quá nén ép ngọt, cũng không thở nhẫn xuống hết bấm bạc, không nhắc bận quạ rất là ba bớt bấm quần chớp, quá thứ không ngu vừa không thể nhẫn, vì có sao vì vượt qua lắc, pháp ác quá vượt, không vượt có vui xả và giúp bạc vô lượt vô thượng. Nếu người vừa vượt không bị pháp ác quá vượt, ác vượt có vui xả và giúp bạc vô thượng, chưa tâm thân thân tham lam, thân hạnh hữu mơ, tâm thân thân quẩn vô, thân 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 thường vương ra nhát, cũng không ăn ngừa, tâm thân lo buồn, từ xa chưa, hay nhẫn báo sát, lạnh nắng, nụ nồng, quá nén ướt ngạt, cũng hay nhẫn xuống ướt, đánh bạc, thân mắt bệnh hoạn, rất là ba bớt, bông quần chết, phát bốn thân vô, thả bờ hơi nhẫn, vì có sao, vì thân bị dục qua lớp, không bụi phát ác quá bượt, lạ bượt có vui xả và giết bạc vô thượng. A Na Lục Bà, như la qua ngựa gì, hoặc có quở phù, hoặc có quở quần, hoặc có quở khoan nhận, hoặc có quở quần, hoặc có quở mở đỏ. Thế tên là gấu pháp, thế tên là pháp quở, pháp qua thế tên, chủ nâng nói cho chúng con, nghe bờ bượt biết ngựa rộng. A Na Lục Bà, có ăn lắng nghe thoát suy ngủ, tao có gì có ăn không buộc ngủ chưa. A Na Lục Bà, vâng là thật quả lắng nghe, có tôi bảo.
Ông lục bà phát lão ô phố là vất của bờ sao, là ngân cuồn ngược thở áo trong hòa bụng phố. Như ai đâu chẳng biết, đâu chẳng biết. Hoặc có thờ phở phù, hoặc có phở quần, hoặc có phở tham nhận, hoặc có phở quần, hoặc có phở mở bả. Anh A Lục Bà như là nhân nó thân nào, nhân nó tháo chú, nhân nó thọ nạn. Hoặc có phở quần, sầu, hoặc có phở quần, có phở tham nhận, có phở quần, có phở mở bả. Anh A Lục Bà như là do nghĩa gì, ảo phở vắng vẻ, nơi vùng núi. Dưới cỡ tay, yên cỡ núi xa, yên lặng, không có tiếng bạn. Xa lùa dân chúng, không có quả án, ngờ nghe thẳng ưu dạng. Thế tên là quả pháp, thế tên là pháp chủ. Pháp gia thế tên, cứu năng nói cho, chúng con nghe vào bộ bước ngũ vạn. Nói nghe lục bà, các anh lắng nghe thế suy ngủ, sao cho dù các anh trong buộc ngũ nào. Nói nghe lục bà, thân là Phật quả lắng nghe. Thế tôi đã anh lục bà như la không phải gì chưa bợt muốn bợt chưa thân muốn thân chưa chứng muốn chứng ngã trở bắn rẽ hay vùng núi dưới cầu cao u ở cỡ núi cao u lặng không có tiếng bạn xa lùa dân chúng không có các của ác ngờ nó thẳng im lặng anh lục bà như la chỉ qua hai ngửa nên ở cỡ bắn rẽ hay vùng núi dưới cầu cao u ở cỡ núi cao u lặng không có tiếng bạn xa lùa dân chúng không có các vụ án ngờ nghe thẳng ôm lặng. Một, dù ở trong xác lạ của mình. Hai, dù thương xác người bào xa hoặc có người xa bắt nước như la ở cỡ vắng vẻ như vùng núi dưới cỡ cao uống ở cỡ nước xa ôm lặng không có tiếng bạn xa lùa dân chúng không có vụ án ngờ nghe thẳng ôm lặng. Anh lục bà như la do nghĩa gì thu bỡ tẩu mạng xuân thả túi má quả nào không cỡ nào quả chua không cỡ chua thế tên là pháp rất pháp thế tên là pháp chủ pháp qua thế tên cuốn xin nói qua chúng con nghe lời của chúa mở rộng. Anh lục bà các anh lắng nghe các suy ngủ tao có người các anh trong buộc ngõ nào. Anh lục bà dân là thật quả lắng nghe. Thế tôn bảo, anh A Lục Bà, như la không phải vì sở, vì ngờ ngã, cũng không phải với hoạt ngờ, không phải hướng bột ngờ vô mình. Khi bộ bẩu nặng chung, nó cỡ nào không cỡ nào, cỡ chua không cỡ chua. Anh A Lục Bà, như la chỉ dù, ngờ chúng nghe, chúng ngẫu thân tận, vất cung, vất thuốc, vất tâm vô mình. Như các nhà giờ hoặc tâm hưởng bất thiết ngờ như thế. Như thế thế nên vợ bẩu nạn không như la thả cứu. Người nào không chỗ nào người chưa thấy. Lạ từ sau những con quả chua ở quả chua nạn sinh. Chua bột thật thả phóng đang trần tết hết bở hết. Tâm tâm thoảng chua và huyết bàn. Đỡ sát tâm thớ không phải lạ quả mèo. Quả tự thế con quả chua quả từ người khác. Còn nghe nói con quả chua lòng tin như thế, từ quả như thế, báo hạt như thế, quả vốn như thế, cứu quả như thế. Ngỡ như vào ngó con quả chua có lòng tin, từ quả báo hạt quả, và tâm nguyện bắt trước như thế, như thế. Anh A Lục Bà, từ quả như thế, ác được lệnh nạn, ăn vô, dùm tội. Anh A Lục Bà lại có tổng thơ như con quả chua ở quả chua nặng chung, chưa được tịch. Hạ xuống ba phần có thoát bỏ hết trong trong sâu bột nhãn và một thân hoa lạ tở tờ và ngâm quan mà làm hết bàn hoặc tẩu đó con vỡ kia hoặc tẩu người khác thường như con vỡ kia làm tâm như thế tù quá như thế đó thật như thế vợ thú như thế thú vợ như thế vỡ như rào nhớ con vỡ kia có làm tâm tù quá đó thật vợ thú thú vợ nghe tính khác nào vào hoặc tẩu tâm ngọn bắt chước như thế, như thế. Anh A Lục Bà từ thơ như thế ác bợt làm nạn ăn vô dùng tội. Anh A Lục Bà lão phá từ thơ như con quả chua ở cỡ chua nạn chung chưa bợt tập tội cứ ba phần tóc bạc hà tóc bả hết bợt quả không bạc vàng khăn lao tăng khó án hốt bụng cuốn nén tính khác người tấm quá tạc bảo thân qua lạ tở tờ nguyên quan và bột nước bà hoặc tự tháo trong quả chua
và từ người khác thường nghe con vợ thuê ta làm công như thế, tù vớ như thế, bá học như thế, vợ quý như thế, quý vợ như thế, vợ ấy như là nhớ con vợ thuê ta làm tin tù vớ bá học vợ quý quý vợ nghe tấm pháp mà vào và tâm lượng bất cứ như thế như thế nghe lục bà tù vớ như thế ác bậc làm nạn ăn nghe dùng tự nghe lục bà nhớ tù vớ luôn là nghe từ có núi kia ở bỏ qua mạng chung bệt thật thả thứ bệt thứ vợ vô tấm hình thấm đã hết hạnh thấm bạc toàn bào và toàn bả xanh với toàn thả xanh bào kho biết như thật và tự thế từ có núi kia và từ người khác thầm nghe từ có núi kia có lòng tâm như thế từ quá như thế bá học như thế vợ thứ như thế thứ vợ như thế người nói như vợ nhớ từ cha nuôi chưa có lòng tin từ giới bác học vợ thấu cứu vợ như chúng khác nhờ vào con người nó chứa như thế như thế em a một bà từ cha nuôi như thế ước bậc lòng mạn một ơn vương dùng tợ em a một bà mới ưu bà tất nghe ông bà tóc chua ở thân chua nạn chung chua bột sạch hạ cuối nuôi rừng tốt mắt đã hết không tâm khoảng chua nhờ nước bà bột khó không khó không trả lại trả nào hoặc tự tháo ô bà tóc chua hoặc từ người khác thầm nghe đưa bà tóc chua có lòng tâm như thế từ vớ như thế bá học như thế vợ quý như thế tứ vợ như thế ngỡ như vào nhớ ô bà tóc chua có lòng tâm từ quá bác học vợ thấu chứ vợ nghe tấm pháp luật nhờ vào và con người bắt hết như thế em nghe luật bà ô bà bắt như thế ác bậc lành nạn an nghe dùng tự em nghe luật bà là ô bà vui nghe ô bà vui chua ở thân chua mạn chung chua bậc học hạ thấu ba phần tốt bả hết hoan thân chua bậc mãn và một phương quá lại cả trời nhân gian nhờ vào nước bà đặt tự tháo ô bà vui chua đặt từ người khác thường nghe ô bà vui chua có lòng tính như thế từ quá như thế bá thật như thế vợ sống vợ thấy như thế quý vợ như thế ngồi áo nghe vào nhớ ô bà vui chua có lòng tâm từ quá bá thật vợ thấy quý vợ như tấm pháp luật nhờ vào hoặc tâm hưởng bất cứ như thế em nghe lục bà ô bà vui như thế ác bậc làm nạn an nhớ dừng tự em nghe lục bà như ai do nửa nào nam bờ tử nạn chung hạ thứ và chua thanh tổ chua cỡ nào tấn cỡ nào thật nó như thế tôi gọi nghe lục bà là tác thời từ quan thật nó quan hữu tụng hàng bào kinh nào ví dụ như bất hợi khá và con chua là từng thành bả mà quả thức có vả thức hết là bức tập nào hả ba vị dí tập tức là ba cái vị nào vừa là con quần hạ thức bức thức qua tức là ơn bà con dí tập hết bằng quả nếu thức qua phụ nào thức hết nào nó hả vợ quá phá âm đi thức qua đó là phá âm có thức ở trong tấm pháp của Phật mở nhà thực hành có hạnh tâm Phật không sao phụ nhà tâm quả nha lục bà bạo vụ có ba vụ chua bạc hoàng chúng con thức của tâm tấm pháp luật nào tu hành hạnh tâm bạc vợ quá đó bức Phật nào nói cái ý của thức gia cho tác giả nghe đó là tác an toàn tỏa qua lá không khả mạng ưa tấm vợ ta vờ qua mẹ nhân bản không muốn qua đi tâu mà nó vờ bả đi tâu thì như vợ tức là tác an nhờ không hảo qua những cái bùa gọi là không hảo tâm thức gia những bùa đó là bùa ví dụ như tạo vua là đi học bạ cũng như hòa nói và
Phạm vua tức là nó dù phạm có luật dù bá phạ ở đầu ngày xưa rồi làm vả làm sớm làm vô chùa làm sâu thì bá vả là phạm vua và bị hạch bạ à, phạm hoạch phước bị hạch bạ phạm mẹ mà bị hạch bạ phước lạ bá hoạch quả và phạm phước bá phá phạm sớm vô chùa sâu hoặc là phía mà không vừa bá phá não thì vô chùa sâu à. Và là phạm sủng bớ tức là phạm người ta ăn miếng trong bá rồi là quá khá không của nó vô chùa tư và nó sợ người sợ sống là phục quá và vô chùa tư đó còn hả có các ông nghĩa là hạng người thân thảo qua những cái bùa bá thân thảo sợ vua thân thảo sợ vật tướng thân thảo sợ ngạ ngàn thân thảo sợ tủng quá cũng thân thảo sợ ngạ ngàn tức là thân thảo năm cái bùa và không tớp cái chút qua cũng như vợ các ông chức qua có cả là vì xạ tâm hòa bệnh chết buồn đau khổ sở mà đi tu thôi à, rồi mong rằng sẽ hết buồn cái đấy dứt hết cái quốc sở đó thì ngài a na lục bà ngài thua rằng chính chúng con vì xạ tâm hòa bệnh chết hoàn ước bớt tạo cái nhóm sở đó cho nên chúng ta một chút qua à, thì như quà thụ quà phải không, đó là tả lào chúng ta hỏi thứ nhất của tập quà thụ quà bút tập này nó hỏi thơm hả quân là bác ăn đi chút qua quà đó là bác ăn có biết có vương qua bảo bộ khác là ngơ thuận con à, có khác làm ngơ thuận nguyên qua nhà là bộ có khác làm ngơ thuận hay sao thụ bác có dụ bá bồ thua nha. Phật là gốc của Pháp, nhà là Pháp chủ của chính nhà quả của chúng ta. Thì nhà quả đâu? Đó là tốt nhiên qua, là làm cho người ta thanh cho bữa có Pháp làm vô thượng. Đó là cái nguyên qua, mà người ta xóa bữa có Pháp làm vô thượng, là vui. Nó người mà tụ dục qua lắm, nó tốt là tụ nữ dục đó. Nữ dục là hôm trước tôi đã cỡ vừa làm rồi đó. Ngũ dục qua lắp pháp ấn phá bượt à, phá văn tăng á người qua tăng tạo ra ngũ dục và tặng thêm những cái pháp ấn phá bượt thì mời bác sẽ thăng bượt cái như tả. Như tả tức là bả và bả hết những toàn quá quá những cái gì mà tận bộ à, và giúp bạc ngơ thợ giúp bạc tức là lặng lẽ có cái lặng lẽ ngơ thợ đó tức là nói bất vạn vỗ hiểu hơn là thân toàn có tâm mà luyến ái tầm tâm và tâm tâm mình bớt sạch hết những cái có rộng tởm biên bảo thì bá gọi là không như giúp bạc vô thượng mà nói ngồi mà bự vật và bự thức ấy có bớt thì ngồi bá sẽ xa sẽ thanh tham la nè thâm hạn nè hơi buồn ngủ và tâm thân không vui nữa, nó hơi buồn bực. Đó là nó vừa tâm, tâm tâm á, người mà bự có cái ngủ dục nó cho bự dục nó cho lát này, bự phát áp quá được cái thằng tâm tâm nó thâm cái gì, nó thâm lòng tham, nó thâm sân, nó thâm bực bội, rồi nó lại có một cái là không tầm đó, nhưng mà ba là mơ tâm và mơ thâm người thâm nhau cái gì hơi vui với hai và hơi nhớ nhưng mà ở bờ cũng vui với hai uống quá và nhớ và hoặc là gì nữa thức ăn nhiều hơi la buồn nhớ là hơi ăn nhiều và bạn thù bá là cũng có tướng không tớt mà người mà bị giật ra lắm bị phát áo có vợt thì người đó sao thân thể nhẫn vợt cái cơn đá nè cơn lạnh nè cơn nắng nè nửa nằm nè nắng gió nè cũng thân có thở nhẫn rồi tiếng tâm nó áo tức là phật chủ nắng đó rồi thân nhẫn vợt tụi đánh bạc nè nó nấc bệnh chút thì gom với ai nè đó ha rồi thân nhẫn gì mặt nở hết đó là người người mà nó gọn lại người hoạt một chiếc nắng của thân nở nè
sức lạnh gì không nở, là hủ bánh gì không nở, hay là độ ai hết sức nặng gì không nở, độ bánh bậm chút là cũng chưa phát gì không nở, mắt bậm chút cũng qua lo là thường ngồi bán sao cũng còn rượu dục hay chua lắm, phải không? Tức là cái gì cũng còn hoang sống, cũng còn phạo chết, tức là cũng còn bớt thân quan bạn, thì ngờ như vợ ba là rất bự dục cho lắm và phát án xá buộc. Cho nên thân nhẫn buộc cũng có ba, bảo thân nhẫn buộc cũng có ba. Cho nên những người ba thân được cái vui quả và được cái vui vắng lặng vô thuật thì quý vị thấy có tư văn đạo Phật đó. Nó là mình phải làm sao mà xả hết tất cả nơi thân của mình, rồi cho tới những cái nơi tâm của mình, những cái gì mà họ làm buồn là thường mình đòi xả được hết, thì gọi là được cái vui xả. Cái đó là được cái vui xả. Rồi xả hết thì trong làm không có gì cho nên vui hoài, phải không? Còn xả không được thì sao? Đi thở bực quá, ăn nó không hết, từ từ nó ngồi chịu không nổi. Hay là gà kia nó sao nó tôi chịu không nổi. Cứ như vậy đó là bực bỡ và thành ra cái đó làm sao vui được, phải không? Hoặc là cứ nhớ à, hôm kia người thì bán hưởng tuần không trả, hôm mà người bán hồi dưới hai người mang nữa, nếu không bào gì làm vui, cứ nhớ vô bà thì làm sao mà vui được. Thì như vậy cho nên, người ta bào phải bao giờ vui. Còn ở đây mình xả hết những cái gì mình cũng không còn quan trọng nữa, cho nên mình gọi là bỏ cái vui xả. Mà nói bỏ cái vui xả và thì nó mới đi báo cái vui vắng lặng vô thường, cái tâm mà nó yên tĩnh cái vô thường, tức là cái đó là cái bụng, từ cái xả đó nó vào cái tấm bụng được. Chứ còn nếu mà không có cái xả đó thì vào tấm bụng không được. Tạo vũ là ngồi niệm Phật, tôi ngồi thân thường, ngồi cái nhớ, ngồi nhớ chưa là tạo phạt rất thì xả chưa mà hở, phải không? Cái còn ba ở trong trong làng của mình, cái nơi ngồi niệm Phật, cái ngồi là niệm Phật, còn cái bụng nó ngủ ở đâu nhớ chuyện không có không chưa, đó là tại vì chưa có xả được. Cho nên cái tư mà muốn được cái vui vô thượng thì phải biết cái nguyên nhân của cái gì nó làm cho mình mất cái vui đó. Rồi cái nguyên nhân cái gì hết, vì khác là bị dịch qua lát nè, bị phát ác có được. Cho nên mình thân có được cái vui xả, bởi thân được cái vui xả, cho nên mình thân có được cái bệnh vắng lặng. Bây giờ nếu mình giúp được cái tham dục và mình giúp được cái các pháp ác thì mình xả được cái vui xả, được cái vui xả rồi thì tức là mình được cái vui mà vắng lặng vô thường. Thì như vậy tức là Đức Phật là chú cái vui năm cái cỡ nào thì quý vị nghe khó hiểu, cái sự thật Đức Phật chú cho làm tạm cho mình biết cái nguyên nhân làm cho mình an vui và cái nguyên nhân nào làm cho mình đau khổ. Thì cái nguyên nhân làm mình đau khổ đó là tại vì mình không có mã được ngũ dục và mình không giúp được phát án, cho nên đó là cái nguyên nhân làm mình đau khổ. Nó hiện tướng ở nơi tâm là tham thân, và nó hiện tướng ở thân thì hơi dung qua hơi nhát hơi ăn nhiều thôi. Rồi khi đó, đó là những hiện tướng của thân. Thì giờ khi nào thấy cái bệnh đó nó hiện ra thì biết lúc đó ta vợ nó không thôi, người ta bả. Đó là Đức Phật ngài chủ cái nguyên nhân. Nguyên nhân là làm cho mình không được cái vui xả và cái vui vô thượng. Và cái nguyên nhân được cái vui xả của vui vô thượng. Bây giờ Đức Phật mới hỏi các ngày đó mình buồn nữa, hỏi rằng do nghĩa gì hoặc là Như Lai có cái chỗ trừ, có cái chỗ dừng, có chỗ khoan nhận, có chỗ dừng, có chỗ mở bỏ, thì các gì đó đều cũng không biết. Thì Đức Phật ngài nói giải thích mình ngài mới nói rằng các cái lậu là ô uế lậu, tức là các cái mầm hữu lậu là ô uế, là gốc cái đời cao, là cái nhân thiền nguyện, tức là thiền não đó, là cái khởi báo thân già bệnh chết. Cho nên Đức Như Lai
Ngài biết rõ cái điều đó, Ngài biết rõ điều đó, cho nên có chở Ngài trừ, có chở Ngài dùng, có chở Ngài khoan nhận, tức là khoan chịu, có chở Ngài dùng, có chở Ngài nhớ rõ. Ví dụ như Ngài nói rằng nên có thân nghèo, cho nên mới có sáu thứ, sáu thứ tức là lực lực tâm đó, nhân hạ nhẹ, hoặc là có cái chỗ trừ, cái chỗ dừng, cái chỗ thanh lạnh. Thì tôi nói đoạn lại là biết Phật Ngài nói nghe đâu có thanh nghèo do nhân duyên sinh, bởi do nhân duyên sinh cho nên ngay tăng thanh nghèo, có chỗ mình phải trừ, có chỗ mình nên dừng, có chỗ mình tham nhận, tức là tham chịu, có chỗ mình nên bỏ đi, thì chỗ này nên trừ, tức là tất cả cái mình tham sân si là có nên trừ, có chỗ nào mà mình nên dừng, tức là lỡ mang thân này vội vàng lỡ rủ đó, phải không? Cho nên mình nguyện nó làm chút thường để qua sanh, thì cho nên cái thân này cũng là có nên dừng. Tham nhận tức là mình tham chuộc tâm tư cái cả đời ngủ cuộc này, nào là nắng bức, nào là gì gì đó, tất cả mình đều tham nhận hết. Còn có chỗ dùng tức là thanh có ngược nhau thanh này, mình thanh cho chạy theo sáu tầm hay ngủ quật, đó là nó dùng. Cái chỗ vỡ bỏ tức là bỏ hết tất cả những cái sáu cũng có phiền não ở trong tâm mình đều bỏ sạch, đó gọi là cái chỗ mở bỏ. Thì như vậy nó làm trừ, nó dừng, nó tham nhận, nó dừng, nó mở bỏ đều là ưu tú ở trong này. Nhà Đức Phật Ngài có các cái điều đó. Bây giờ Ngài lại đặt câu hỏi nữa, hỏi cái gì sao nhà Đức Phật Ngài ưa ở chỗ vắng vẻ, ưa ở nơi núi rừng, núi cội cao, ở chỗ núi cao yên lặng, xa những cái chỗ dân chúng ồn ào mà ngồi thiền yên lặng, tại sao vậy? Thì đâu, Ngài mới trả lời, nói rằng Phật không phải vì chưa chứng mà muốn chứng, chưa thông mà muốn thông, thì cho nên Ngài mới tiếp chỗ vắng vẻ Ngài tu, hay là tiếp chỗ vắng vẻ ngồi thiền. Không phải vậy, mà phải giữ Ngài thức ở chỗ vắng vẻ Ngài tu ngồi thường đó là gì? Hai nữa, nữa thứ nhất là gì? Ở trong cái pháp lạc của mình, tức là Ngài thức sống ở trong cái pháp lạc, cái vui của Ngài là ngồi yên lặng lẽ, đó là Ngài sống lại cái vui của Ngài, cho nên Ngài thức ngồi ở chỗ vắng vẻ. Có thứ hai nữa là thương xót đời sau, tức là thương xót những sau này, vì ngài đã thành Phật, mà ngài toàn tha thứ thả tay, rồi ngài còn tiến vô trong rừng để ngài dưới cội cây ngồi thiền, và để làm gương cho người sau, để tử ngài Phật tu đã chứng đạo rồi, mà ngài toàn tham thiền và toàn ở chỗ vắng vẻ, hướng là mình chưa chứng, mình chưa có giúp vợ chồng nó, mà mình không có làm sao ngài sao? À, do đó cho nên bây giờ thấy Phật xa khi thả ta vào tiến trở vắng vẻ ngồi yên trong rừng để mà thanh thiền, thì người đệ tử Phật sau này thì bắt chước như vậy, đó là ngài thương cho người xa để người xa khỏi phiền não. Nhưng mà bây giờ người xa có bắt chước thôi, như vậy thôi, bây giờ còn bắt chước ít thôi, phải không? Chưa có bắt chước toàn vẹn. Hướng nữa là nếu là nhà hồi đó mà không ngồi thiền trước nhà hết thì chắc bây giờ không ai lắm trước nhà, không ai ngồi nữa, phải không? Cho nên nhà nó là sở dĩ mà nhà còn ngồi thiền đó là để làm duyên với đời sau, đời đệ của nhà thấy duyên tập làm như vậy thì mình bắt trước theo, kiếm chỗ vắng vẻ mà ở chỗ yên lặng, ở núi cao mà dừng để rồi ngồi thiền như vậy đó, thì đó là sẽ có được lợi ích, đó là cái duyên nhà để mày lưu lại đời xa làm lỗi cho người xa. Đã hai lý do đó mà ngài vẫn còn phải ngồi thiền, vẫn phải chỗ vắng vẻ.
về đến cái chết ta, rồi Phật mới đặt câu hỏi nữa, câu hỏi chưa chết ông biết tại sao mà sau khi một người đệ tử hoặc là xuất gia hoặc là tại gia Phật ngài chết rồi, rồi các cái bờ đệ hỏi và vị đó chết rồi không đâu người kia mà ngài thả xuống, hoặc là người nào không chỗ này người kia không chỗ kia, mà hỏi tại sao ngài thả xuống như vậy, thì các thầy từ xa yêu cầu phải giải thích, thì ngài mới giải thích rằng phải giữ là ngài thả xuống như vậy đó. Ngài không phải gì cả, không phải gì cả, mà không phải gì cả trời nữa, vì đó chết không cả trời để khuyến khích người ta tôi lên thanh niên đó, cũng không phải gì người, không phải gì khen ngợi cho người đó để cho người ta có quý trọng người đó, cho nên nói là không phải gì cả gì người, cũng không phải gì dối gạt, chứ không phải ngài hạ chú đó cũng phải nói lừa nói gạt người ta, mà ngài gì cũng gì, tức là ngài gì muốn cho những người đó hạ chú những người đó và những người đệ tử Phật khác nghe Phật hạ chú người đó rồi mình nói chết là ông đó hồi sống thanh tuần, ông tu có hạnh gì, ông làm những phước báo gì mà ông chết ông được Phật hạ chú vợ để mình bắt chước ha, để mình cố gắng mình tu và vì muốn cho đồ đệ Phật bắt chước cái duyên đó, cho nên Phật mới hạ chú chú giả người đã được thanh niên đau hay là được chú giả gì thì như vậy thì đâu là tình tự quả thức. Rồi từ cái quả như những từ kha mà chứng quả a la hán a na hàn cho tới tu đà hoàng Phật hạ chú, Phật hạ chú như vậy đó là để cho những đời đệ khác nghe rồi cái pháp cái tâm thức để mà tu theo, thì người đó sẽ được an vui và người đó sẽ được lành mạnh đó. Rồi cho tới những gì từ kha nguyên cũng vậy, nghĩa là khi chết rồi Phật chứng hạ chú, người nào hoặc là sanh lên quả trời, hoặc là người nào được chứng quả tu bà vàng, hoặc người nào chứng quả la hán nhân dân, đó là cũng vì cho những vị tù sa ni khác nghe vậy rồi cố gắng theo cái duyên đó mà tu hành để rồi cũng được an vui lành mạnh. Và đến những vị ưu và tắc cũng vậy, nghĩa là vị ưu và tắc mà chết thì cũng có thể từ đó mà thọ xứ, hoặc là xâm quả vào, hoặc là bỏ cái chứng quả tu bà hoàng vân vân, bỏ cái những vụ sư phụ khác như là ông đó ông cũng tu sư phụ tạo qua mà ông cũng được chứng quả, hoặc là ông được xâm quả vào, thì bỏ mình học bà thôi, mình bắt chước mình cố gắng mình tu thì cũng được lành mạnh an vui. Có một ưu bà duy cũng vậy, ưu bà duy tức là sư phụ nữ nhà hoặc chết vào bộ Phật thọ trú, hoặc là chúng tu đà hoàng, hoặc là xâm quả vào, thì các vị ưu và duy khác nghe Phật thọ trú và họ cũng học bài các cái vương đó mà tu hành cố gắng, họ có được an vui thì dùng tự thì có lại sở dĩ Phật thọ trú cho đồ bờ đó là vì muốn làm cái vương để thúc bảo những người bờ bờ khác nỗ lực tu theo, chứ không phải vì một lẽ nào khác. Rằng là thọ cứu đó là những cái bùa Phật đưa ra quả thức qua quá cái vụ bờ bờ bao nhiêu của đó là có bào kinh ba vị quý Phật vào